Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Trước Tết 2020, ba con giáp được thần tài yêu mến, ban tài phát lộc đầy nhà, may mắn cực điểm. Sách tử vi có nhận định là cái thời điểm cuối năm nay là cái lúc mà ba con giáp này được bề trên che chở, lại thêm thần tài yêu mến, lộc lá đầy đủ. Và bây giờ chúng ta cùng xem đó là ba con giáp nào, liệu rằng chúng ta có tên trong ba con giáp này hay không, và tại vì sao mà ba con giáp này lại may mắn đến như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thứ nhất, đấy là tuổi Ngọ. Tử vi nhận định người tuổi Ngọ trời sinh có tính cách lạc quan, tích cực, sống có động lực và luôn hết mình cho cái sở thích, đam mê của bản thân. Những người cầm tinh con ngựa rất năng động và nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, con giáp này đi đến đâu cũng để lại cái ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác, khiến cây chi cứ sẵn sàng xin chết dưới chân của bạn. Bước vào tháng chạp thì cuộc sống của người tuổi Ngọ vô cùng thịnh vượng và tốt đẹp. Nhờ vận quý nhân hỗ trợ, bạn có được nhiều cơ hội đầu tư và kiếm tiền tốt. Tiền càng đến cuối năm càng dày, giúp cho bạn dư giả hơn trong chi tiêu. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì không chỉ tài vận mà sự nghiệp của tuổi Ngọ cũng sẽ có những bước tiến đáng kể. Bên cạnh đó thì tuổi Ngọ trong tháng này cũng sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Sự ấm áp và ngọt ngào mà nửa kia dành cho bạn sẽ khiến khoảng thời gian cuối năm này thêm nhiều ý nghĩa hơn. Tiếp theo đấy là người tuổi Thị. Thì trong cái năm Kỷ Hợi, cuộc sống của người tuổi Thị có nhiều thăng trầm bất ổn, nhưng sang đến tháng Chạp thì cuộc sống của bạn sẽ bước sang một cái trang mới rực rỡ và thăng hoa hơn. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của gia đình và bạn bè mà tuổi Thị có nhiều cái cơ hội để thăng tiến trong cái sự nghiệp. Tài vận vì thế cũng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ lương thưởng và những cái kế hoạch kinh doanh. Chuyện tình cảm của tuổi Thị trong khoảng cuối năm cũng vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc, khiến ai nấy đều phải ghen tị đối với người tuổi Thị này. Và con giáp thứ ba đấy là tuổi Tý. Trong năm 2019 thì theo tử vi phương Đông thì vận trình của con giáp này cũng không tồi, nhất là đường tài lộc khá lý tưởng. Người tuổi Tý cuối tháng 12 này còn có vận thế tốt hơn trước rất nhiều nhờ cái năng suất làm việc tăng cao, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ nên dễ đạt được cái thành công lớn. May mắn là cái điều mà bản mệnh không thể phủ nhận, bởi cuối năm luôn là cái lúc mà công việc dồn lại, áp lực tăng cao do khối lượng công việc quá lớn mà thời gian để hoàn thành lại vô cùng ít ỏi. Dù tuổi Tý có chăm chỉ cần cù làm thì nếu không có cái sự may mắn khi giải quyết các cái khó khăn vướng mắc một cách dễ dàng thì cũng khó lòng có thể đáp ứng được các cái chi tiêu mà cấp trên đã đề ra từ trước. Chẳng những vậy, tiền tài ùn ùn kéo về nhà, thời điểm này các tinh trợ vượng cho chính tài, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nguồn thu nhập của con giáp này tăng vọt. Cộng thêm với các cái khoản thu nhập ngoài thì có thể yên tâm kê cao gối ngủ, không có gì phải lo lắng quá nhiều nữa. Và kính thưa quý anh chị và các bạn, trên đây thì thay mặt ban biên tập của chương trình, chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp cực kỳ may mắn trước Tết năm 2020 này, và xin được chúc mừng các bạn có tên trong danh sách này, và các bạn đã hiểu được vì sao mà mình lại may mắn đến như vậy. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.